Khi nào về anh tránh? Anh về không? 25 lo nghỉ gì anh? Nhưng mà hiện tại à, là trong vừa quay đây luôn có hả? một sư thầy đang vào mua đồ ủng hộ à cả nhà. Anh tránh lên hả? Chưa biết. Lên đi chứ. Sư thầy. Ôi trời ơi. Hả? Ở dưới đi làm dưới. Mỗi lần ở đâu cũng làm, ở đây cũng làm vậy. Tại vì nó làm gần vợ thôi. Hả? À. Ở dưới gần vợ, ở đây làm xa vợ, nhớ vợ thôi. Nhớ vợ. Dạ. Thôi kệ đi, mình đi làm có gì đâu. Giống như em đi làm. Chứ làm đang kiếm người thế vô. Đâu. Anh Tránh mà nghĩ thì khán giả nhớ anh Tránh lắm á. Để qua Tết như tiết thì nửa tháng thì được. Nhưng mà nó chưa có đi làm đó, tháng 2 anh sẽ làm. Giống như em nè, em đi làm cả ngày em cũng xa vợ em vậy. Từ sáng tới chiều đâu gặp đâu. Tối về chị. Tối về nó ngủ mất tiêu rồi. Ủa kêu nó vậy? Kêu vậy. Ờ, em thấy là thích cho cậu sư quá trời luôn. Giả kỳ, giả chơi mà chứ làm gì. Thôi, thấy thầy mua vé 50, vé 50 quá. À, thầy tới đổi tiền hả ta? Mua sẵn đổi 3 tiền nữa. Ồ, em thấy thầy đưa tờ giấy 50 quá trời luôn anh. Thầy tới mua hàng ủng hộ và sau đó thầy đổi tiền lẻ cả nhà ha. Wow, thầy mua gì nè, quá thương thầy luôn cả nhà. Thầy biết chị Loan cần tiền lẻ hay sao? Thầy ơi. Dạ, chào thầy. Con chào thầy. Thầy biết chị Loan cần tiền lẻ hả thầy? Không biết. Không biết hả? À, rồi nổi thôi. À, trời ơi. Thầy mua ủng hộ rất là nhiều luôn. Wow, thầy đi chiếc xe cúp. Thầy mua con biển cặp hạt nè. Con biển cặp hạt là ăn chay được á. Thầy, dạ thầy ghé đi thầy. Rồi, chúc thầy sức khỏe thầy ơi. Nhiều đồng nhân viên cũng như mấy anh chị. Mấy anh chị hỗ trợ bên Phan Lan với mấy chị mình sắp gì lo. Mình bấm cũng Mỹ mà có một chị kế toán không biết tên. Nên họ sẵn lòng mình. Có 4kg hả? À, con mua 4kg dạ. Mình có Phan Lan dạ. Ơi. Cô tại tại cái ông kia cô gõ cửa đi con. Vô, kéo cửa ra, kéo cửa ra cô ơi. Ai gõ cửa, kéo ra qua bên nọ đúng rồi. Cô mua khoai lang nha. À, cô mua khoai lang. 4kg được không? Dạ được à. Cô nói có mình cô mua 4kg. Cô mình à. À, mua 4kg. Ờ, cái ông kia ông chỉ, ông bạn gì ngồi quán cà phê. Cô mua 4kg khoai lang nha nha. Ký nhiêu ạ? Dạ, 1kg 35 ngàn ạ. 35 ngàn là nhiêu con? 1.4 mình... 4.4 mình mua 10kg tặng 1kg đó cô. Thôi ăn ngàn làm sao để dạ. Thôi mình mua nhiêu đó cũng được, ủng hộ dạ, rồi mua nhiêu cũng được nha dạ. Mua mình ăn hết mình mua thêm dạ, 4kg à. Một mình cô mà cô mua 4kg là nhiều rồi đó. Cô mua nhiều á. Cô thích ăn khoai lang không? Mình có mua đồ ăn vặt không cô? Hả? À, cô muốn đi qua shop Bun Bun phải không cô? Cô qua ủng hộ shop Bun Bun hả? Không, để lá hồi lấy qua. À, ý là mình xéo cô. Cô qua shop Bun Bun ủng hộ nha. Bồn 2, bồn Phú Nhuận. À, cô hỏi địa chỉ shop Bun Bun để cô qua, cô ủng hộ. Kem nữa cô. Hả? Kem. Kem gì? Kem à, dạ kem body rồi à, nữa kem, cô. Rất là nhiều. Kem và nước hoa nữa cô. Cô mua 4 kg làng. Nha. 5.000 xuống còn 5.000 ký, mua 10 ký tặng ký và hiện tại trên shop thì không lo những không tính hoa lan cái không người không tính hoa lan tính chỉ tính đồ ăn vặt thôi. Quá đơn trên 500.000 tặng túi sách. Cái túi sách bằng vải thì cả nhà thấy cũng khá là đẹp, hiệu đẹp. Con đúng không? Dưới 500 ngàn thì được một cái túi bao lì xì. Túi bao lì xì. À, hai chị này đi thắp hương cho chú Năm nè cả nhà. À, đến cúng cho chú Năm. Hoa lan. Chị giải cứu hoa lan. Dạ,
một mấy chút thôi lại. Chú anh cho cháu mua đồ. Rồi, mua đồ cho cháu. Rồi, vô đi anh. Bỏ khách sạn ở luôn cả nhà ơi. Thật sự buổi sáng hôm nay là buổi sáng rất là tuyệt vời luôn. 5 ký rồi đấy ơi. Dạ, đây là 2 ký của chị đó. Bà con thấy ủng hộ quá là nhiều luôn nha. Mỗi ngày mua 5 ký, 2 ký, 3 ký. Thấy cô Lan cũng bán nha cả nhà. Từ 1 ký nha. Dạ, không phải tiền cho chú thì con mua bỏ thôi. Chỉ được cái thôi. Nhớ năm hả? Biết rồi, phúc cho em rồi. Cái chị gái kia chị chia sẻ là làm rửa sạch năm nước, tức là nước qua một đêm sạch đó luôn. Nghe nói ăn ngon lắm, mà không biết là ngon như thế nào. Thì là có ai mua khoai lang đầu đó, hoặc là ở nhà mình có khoai lang đó mình làm thử rồi cả nhà. Em nghĩ chắc nó mọng nước. Đúng rồi, nó sẽ nó nhão nhão á, chỉ là nhão quá, nước nhão nhão đúng không? Không biết nữa, nghe cái chị khách đó, chị nói chị khán giả trên kênh chị nói gì đó cả nhà, là rửa sạch đi. Em nghĩ là phải rửa sạch đi, xong cái mình lấy nước sạch mình ngâm lại, mình ngâm qua nước sạch, mình ngâm qua nước sạch rồi xong sáng cái mình nấu, mình nấu nhiều nhiều lên cái mình mời bạn bè ăn cơm. Mấy hai chị mua bông tới cũng chưa làm xong rồi đang lựa những món đồ ăn vặt ở bên trong. Thấy bùm bùm, sáng thì bùm bùm đang ngồi chút đơn ha. Bên kia là một bé vi tính, bé kế toán. Bên nhà chị Bích Trâm nha cả nhà, bên nhà chị Bích Trâm với lại Linh Tý á, nghe nói là khán giả tặng cho hai chị rất là nhiều. Rồi hai chị gái nó đã được tặng cái túi sách cho nhà, đưa lên trên 100.000 thì tặng túi sách. Cái túi sách có hình logo của Hồng Loan với lại bé Quân thấy cưng lắm. Đẹp luôn. Bên shop thì Hồng Loan có hai cái bao là bao màu hồng ha. Dán cái sai bao màu đỏ luôn bạn. Thấy luôn. Bao màu hồng nó có in luôn. In cái tên vô luôn. In cái tên shop Hồng Loan. Lúc trước là dán cái logo của nó in luôn cái này. Mấy chị ủng hộ rất nhiều ha. Cái nhà thấy hai chị ủng hộ đoạn vặt rất nhiều luôn ha. Thôi có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video ở đây ha. Chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều năng lượng, thành công. Và đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ em nha cả nhà. Chào tạm biệt các chú anh chị.